Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Leicester. Đây là trận đấu thuộc cúp Liên đoàn Anh và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 31 tháng 10 và theo đánh giá, câu lạc bộ Manchester United sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Leicester với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25, mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Manchester United và Leicester thì mỗi đội có 2 chiến thắng, còn lại 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester United thì Man United thắng 1, hòa 3 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Leicester, Leicester thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester United chấp 1,5 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Manchester United cũng đang được đánh giá là nhỉnh hơn Leicester đôi chút. Thứ hai nữa thì Manchester United có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì mình thấy cái mức kèo này nó cũng chưa mấy thật sự gọi là hợp lý, khi mà những con số thống kê trước trận đấu này diễn ra thì Leicester cũng đang cân bằng với Manchester United, thậm chí là phong độ của Leicester cũng đang ổn hơn Manchester United nữa, mà trận này Leicester lại được chấp cái mức kèo cũng khá là cao. Thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ về nằm Leicester quá nhiều cũng không chừng. Nhưng mà những lần mà Manchester United tiếp đón Leicester trên sân nhà thì mình thấy là cũng có một số trận là Manchester United họ đều có chiến thắng cách biệt trước Leicester. Và Manchester United đó, thì cũng vừa mới thay huấn luyện viên vừa đây thì có thể là lối đá sẽ khác và sẽ cởi mở hơn. Và trận đấu này Manchester United cũng sẽ có được lực lượng mạnh nhất. Thì mình dự đoán là với mức kèo này Manchester United với tài tân huấn luyện viên tạm quyền thì họ sẽ vượt qua được Leicester với cái mức kèo chấp này. Và nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn Manchester United chấp nha. Mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì thường cũng có khá nhiều bàn thắng được ghi. Cái hiệu suất ghi bàn của Manchester United lẫn Leicester nó cũng đang ổn định. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 3-1 hoặc 4-2 nghiêng về cho Manchester United trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên chọn kèo tài 3 nha. Còn nếu như không tin tưởng Manchester United, ưu tiên đá tài không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và lực lượng đầy đủ thì Manchester United sẽ tận dụng được lợi thế của mình để có được một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Manchester United nha. Canh tài còn từ một trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Manchester United và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.